Cái nơi ở của cả gia đình phải nói là rất là tạm bợ luôn, chỉ có một miếng bạc ở đây. Ở đây một miếng nữa là hai miếng. Rồi cái giường để đây á hả? Giường để đây ngủ. Nấu bếp củi. Bếp củi. Rồi thờ thì cũng đơn sơ như vậy. Không có nhà. Bạc cũng rách rồi, tính mua đỡ bạc về chứ không có suy nghĩ là mua được cái, làm được cái căn nhà. Cái giường này là ở đâu đây, ai cho hay là mình mua? Ông anh á cho mất ra cái chân rồi. Thế kê bằng một cái cây gỗ vậy đó. Dạ. Gắn cái quạt máy lên gốc cây. Ngủ vậy á hả? Dạ. Rồi ăn cơm ở đâu? Dạ. Dọn đây ăn đây luôn. Trời nắng vậy còn đỡ nè. Dạ trời mưa như bữa hổm bão mưa tạt vô. Rồi chạy đi đâu? Ở đây luôn chứ chạy đâu. Có chứ, những lâu lâu suy nghĩ, lâu lâu cái mình khóc. Khóc vậy mình khổ gì đâu. Khổ không có làm ăn không ấy, khổ. Thầy khổ cái nhà ở ở ngoài đồng vậy. Nhiều khi mình cười nói thì để mình che giấu cho vui thôi. Dạ. Cho vui thôi chứ dạ. Mình dồn nén đúng không chị? Dạ. Từng tuổi này không có nhà cửa ở mình cũng buồn chứ. Em gửi cho mình món quà này là 3 triệu đồng. Dạ. Cái này là một cái món quà nho nhỏ thôi nhưng mà là một cái lời động viên. Dạ, dạ. Đến anh chị để cố gắng trong thời gian tới. Dạ. 3 triệu. Dạ, ông xin cấp minh bộ tiền quân. Dạ xin chào quý cô chú anh chị, chiều hôm nay thì Nhân đang có mặt tại Châu Thành, Hậu Giang. Hôm nay thì Nhân ghé một cái nơi cũng hoang vu như thế này nè, để Nhân thăm một hoàn cảnh. Nghe nói thì vợ chồng không có nhà cửa gì hết đó và đang che một cái túp lều sống ở giữa cái vườn cây và đồng ruộng như thế này nè cô chú anh chị. Thì bây giờ Nhân đến, Nhân hình như cái này là có hai bé con, không biết là có phải con của vợ chồng hay không nè. Thấy có hai bé đang ngồi chơi nè. Con, nhà con ở đâu? Nhà con ở đâu chỉ cho chú coi. Đâu đâu dắt cho chú vô coi. Ba con phải tên Tuấn không? Đâu dắt cho chú đi coi. Đi. Con tên gì? Thì Nhân nghe bà con nói là ở trong căn chòi này nè, mà không biết là ở cái chòi... Ui dạ. Con ngỏng. Không biết là chòi... chòi nào đây. Đi, 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 đi vô nhà với chú luôn. Anh Tuấn phải không anh? Dạ, dạ. Mình ở chòi nào? Dạ, ở chỗ ngủ. Ồ. Anh là anh Tuấn đúng không? Dạ. Còn chị là tên gì? Thi. Đây cho em gắn cái này trò chuyện nha. Dạ. Gài cái nút áo lại. Gài nút áo lại. Dạ. Thạch Thị Thi, như vậy là chị là người Khmer. Dạ. Còn anh là người Việt hả? Dạ, dạ người Việt. Dạ. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 45. Còn chị? Năm nay 40 nha. 40. Tết này 41 vậy. À. Bị bệnh vợ bị người này. Người này nhập, người kia nhập rồi đi làm không có được. Ông bà với heo hoài. Rồi đi làm tới mùa dịch rồi giờ về đây ở đỡ. Là sao em chưa hiểu nè, vì sao mà mình ở đây, đất đai này có phải của mình không? Dạ. Có bà má chị cho chị. Đó từ khúc đợi bà chị lên dài tới đây nè. Dạ. Cho riêng là được cái nền nhà. Được cái nền nhà. Dạ. Bà má chị trong cái nhà trống à. Nhà mẹ chị ở gần đây. Dạ. Rồi trên... cho hai vợ chồng ở đây nhưng mà không có chưa không, có cất nhà gì chưa hết. Có nhà. Bà má tại vì bà khổ, bà già bà khổ. Rồi trước kia vợ chồng ở đâu? Ở Đồng Nai. Trong gia đình ở đông quá ở cũng không được nữa. Dạ. Khổ bên gia đình. Chị khổ. Chị trò chuyện ha, chị em gắn mắt cho chị nha để nói cho nó rõ ha. Ừ. Anh đứng sát vô chị xíu đi. Là hai vợ chồng là đi làm ở Đồng Nai. Làm ở Đồng Nai. Làm bao nhiêu năm? Làm cũng lâu à. Lâu là bao nhiêu năm? Nay cũng cũng mười mấy năm rồi mới gặp ảnh. Mười mấy năm rồi. Gặp ảnh là được đứa đó. Là bé hồi nãy là con đó đúng không? Con á. Còn bé kia? Bé kia là giữ giùm của chủ đất bên ảnh á. Chủ đất bên kia. Tại vì nó không có ai giữ, nó cũng không có vợ giữ giùm cho tội nghiệp nó. Giữ giùm mà có được nhận tiền không? Không, không, chỉ giữ giùm thôi. Chỉ làm phước giữ giùm thôi, chỉ không lấy tiền đâu. À, giữ giùm thôi. Nó giữ giùm thôi. Thương giữ giùm thôi. Tại nó cũng khổ mà giữ giùm cho nó thôi. Con mình nó hai cha con à, không ai giữ, chỉ giữ giùm à. Vậy là anh chị trước kia là đi làm ở Đồng Nai. Dạ. Rồi cũng quê ảnh ở Đồng Nai luôn. À. Quê ảnh ở Đồng Nai. Quê nhà ở Đồng Nai luôn. Mà nhà tỉnh thì ông già bà già mất hết rồi. Ở chung bà chị á. Bà chị rồi thôi hai vợ chồng đi về đây. Dịch bà má ruột kêu về đây, ở về đây, bà cho ở về đây rồi cất cái nền nhà đó, cho cái nền nhà đó. Chừng nào hai chồng làm có tiền, cất làm sao có tiền, ai cũng khổ. Chứ lớp chị bệnh không làm không được.
Hai vợ chồng còn khỏe mà sao đi làm không được hả? Dạ thì em đi làm đó. Chị bị thì cái đó rồi chị. Người này nhập người kia nhập làm rồi. Bị đó nó làm không được. Là bị về tâm linh đó hả? Dạ. Bị đó làm không được. Nhập riết rồi, người phá riết rồi, về đây mới thỉnh ông về cho ông phù hộ. Cho ông phù hộ vợ chồng làm ăn vậy. Đây là ông Phật Di Lặc hả? Phật dạ. Di Lặc. À, không nhưng... có nhà không có cửa để có nhà mà cho ông vô ở tạm. Không có nhà cái giờ, tài, nhà bà má thì không dám gửi. Giờ em mới để ý nè. Dạ. Rồi để thỉnh ông để dưới gốc cây vậy đó dạ. Hả? Dạ. Chưa có nhà mới đưa ông vô. Còn trên này là ông thần tài thổ địa hả? Dạ. Thường thờ dưới đất mà sau này thờ trên dạ, dưới đất là thấy trời mưa, bữa trời mưa cái đẻ lên. Trời mưa cái dân bá đất lên rồi thấy giờ quá. Đẻ dưới đợi. Mới đúng rồi đẻ lên cúng bậy, đẻ dưới mới đúng. Đúng rồi, đẻ dưới dạ. Mới đúng còn ông dạ. Phật thì lại đẻ ở dưới dạ. Mà này thần tài thổ địa để trên. Dạ, đẻ dưới mới đúng. Dạ nhưng mà mưa bữa mấy bữa hổm mưa rồi gió rồi này kia ông dân ba sình lên. Sình nó đẻ lên đẻ. Nhưng mà bệnh của chị là như thế nào? Chị mỗi lần chị bị là mệt lắm. Là mệt lắm. Mà em hỏi mình có đi khám bệnh viện chưa? Không, không có, cái đó đâu có đi khám đâu. Ông bà vậy? Ông bà, nhặt ông bà bị đi theo đó. Đó đâu đi khám đâu. Lâu lâu rồi bị vậy? Lâu lâu rồi bị vậy? Nhưng mà nói chung mình không phải là mình không tin tâm linh, nhưng mà ví dụ như khi mà mình mệt mình cũng phải đến bệnh viện để mình khám thử xem là đi có ra, đi ra rồi thôi đi vòng 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 vậy ổng ra rồi thôi à, không có bị gì hết á, tỉnh nằm chút xíu tỉnh lại à, không có bị gì á, là cửu huyền thất tổ á hả? Có ông bà đâu đi theo vậy, đi theo vậy đó, đi cầu đi ra rồi thôi à, đi ra rồi mình không ấy nữa, nằm chút xíu tỉnh lại. Là lúc vô thì chị cảm thấy như thế nào? Mệt người lắm. Mệt dữ lắm. Mệt lắm. Rồi ổng đi ra là mệt rồi, nằm chút xíu mới tỉnh lại. Mệt dữ lắm. Nếu như mình cho rằng là gia đình mình bị tâm linh thì đã đi thầy gì để giải gì chưa? Nhờ, cũng đi qua nhờ bên ông sư, cũng qua ông tụng kinh riết á. Ông sư bên chùa ông Khmer á. Sư cả bên chùa Khmer á. Dạ. Rồi cũng sư nhờ. Thỉnh cho bức tượng hay là? Dạ. Dạ thì ông sư... thỉnh, ông thỉnh cho. Rồi từ lúc đã cúng kiến đến giờ thì sao rồi? Thấy đỡ đỡ. Cũng đỡ. Này cũng lâu ít. Lắm, cũng mấy tháng mới bị lại. Mấy tháng nó bị, mấy tháng nó bị. Lúc vô là chị mệt chứ lắm hả? Mệt. Không đi làm tay được chân bụng rủng luôn, cứng ngắc luôn á. Mệt chứ lắm. Thì trước khi người ta đi ra, người ta đi rồi mình nằm hồi, hồi mới khỏe lại, cũng còn mệt nữa, mới tỉnh lại. Nhưng mà em biết rồi, ý là trong, ví dụ như trong văn hóa phong tục của địa phương mình á, thì có những cái dạng tâm linh như vậy. Nhưng mà nếu như khi mà mình bị mệt á, thì em nghĩ là mình nên đi khám. Cứ thử đi, tức là mình vừa tâm linh vừa khoa học. Không có bị gì hết, đi khám là người ta nói bình thường, không có bị gì hết á. Cũng có đi. Có đi. Ờ, có đi là bình thường à. Người ta nói bình thường hả? Ờ, bình thường không có gì, trong người không có gì hết á. Không có bị lên máu, không có bị cao huyết áp, không bị gì hết luôn. Nhờ ông sư đọc kinh thì khỏe lại. Không có bị gì hết. Mà không nhờ ông thì chứ đi khóa hoài vậy. Trời. Tại nhờ. Hồi đó ba cũng thầy, giờ ta đi theo miết. Đó ba cũng thầy, người dân tộc Khmer cũng làm thầy đó. Làm thầy hả? À. Dạ, người đó đi bệnh cho người ta rồi người ta. Rồi ông mất rồi, ông mất nó lâu lắm rồi. Rồi em hiểu rồi. Khi mà anh chị làm ở Đồng Nai là cả hai người làm ở Đồng Nai hết dạ. Hả? Hai người làm, hồi đó làm rồi. Lò gạch. Lò gạch? Ờ, lò gạch. Công nhân lò gạch đó hả? Ờ, lò gạch. Rồi vì sao mà về đây? Rồi dịch á, mùa dịch mùa rồi dịch. Người ta không nhận nữa đi về đây. Hồi đó chồng chị bị tháo quá thục sống. Ở trên cũng được, cũng mấy tháng ở trên qua dịch rồi mới về đây. Ừ. Qua dịch mới về đây. Nhờ đó mùa dịch nhờ nhà nước người ta cho ăn này cái nọ mấy thôi chết luôn á. Ta cung cấp gạo cho đồ á, cho đồ ăn thích ăn đồ á. Thời gian vừa qua em cũng gặp nhiều hoàn cảnh lắm, từ lúc mà dịch bệnh á thì là xem như là mất việc luôn. Không còn làm được không nữa. Không có làm không có được luôn, mất luôn á. Và phải về quê như thế này nè, thì rất là nhiều như vậy. Và đặc biệt là nếu như trong thời gian này mà có việc thì cũng mất, tại vì công nhân đang bị sa thải hàng loạt. Và kinh tế thì đang bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Lúc mà có mùa lúa thì cũng đi giáp, giáp lúa đồ này kia, mà giờ không có thì anh em mướn làm. Mướn giảm lúa thì giảm lúa, còn không mướn làm rẫy, làm vườn, trồng đồ. Đang làm bên máy, đang trồng làm cũng làm mướn không. Kêu bé vô đây, kêu bé vô đây. Lên, bé lên chú kêu nè. Vô đây, vô đây chú kêu. Nhanh đây con. Đi, đi về nhà mày dở đi. Đi con. Đi lại đây, đây bé này đây. Đấy, đừng đá em con. Cái nơi ở của cả gia đình phải nói là rất là tạm bợ luôn, chỉ có một miếng bạc ở đây. Ở đây một miếng nữa là hai miếng. Rồi cái giường để đây á hả? Giường để đây ngủ đây. Còn bên này là gì?
Dạ, để đồ nấu bếp. Đâu ăn, để cái bếp đồ. Cái bếp đâu? Bếp đó, đó hả? Ồ, nấu bếp củi. Dạ. Bếp củi. Rồi thờ thì cũng đơn sơ như vậy. Không có nhà. Có nhà cho ổng vô nhà ở đàng hoàng. Cười. Ngồi đi, ngồi lên giường đi con. Hai vợ chồng ngồi lên giường trò dạ. chuyện xíp. Lên đây bé. Con. Bé, lên. Chạy đi đâu? Bé lên lại đây nè con. Lại mẹ, lại cưng lại đây. Ngồi đi, chút chút cho tiền cho ba mẹ mua bánh ăn nha. Ổng chú không lì chú không cho tiền. Cười. Cười chú đi. Con tên gì đâu nói cô chú nghe coi. Hả? Tên bé Linh. Linh hả? Linh mấy tuổi? 4 tuổi hả? 4 tuổi. Linh đi học chưa? Linh đi học chưa? Nó giả đàng hoàng không có được lật đầu vậy. Bây giờ đang đi học hả? Dạ đi đi học. À. Chú, chú là chú vậy? Đưa đi học trưa rước về. Ừ. Con cho em bé. Thôi để chú quay chú ấy lên kìa. Ngồi đây đi, đi ngồi đây chút chú cho tiền. Chút chú xíu rồi, chút xíu rồi ra xíu chơi nha. Chú cho tiền nhà đại đi. Lì á. Lên. Thôi, không có được. Lên đi học ở đâu? Lên đi học. Lên đi học ở đâu? Linh học ở đâu chỉ coi. Cô giáo. Linh có được uống sữa không? Ba mẹ có mua sữa cho uống không? Nói có. Có, đừng lắc đầu. Đâu sữa đâu? Sữa đâu khoe cho chú coi. Sữa đâu cho chú coi coi. Đâu hết rồi. Chắc hết rồi. Uống sữa gì? Sữa đó đó. Sữa bịch. À, sữa bịch ha. Kìa con kia giống bịch kìa. Đó. Dạ. Cảm ơn. Giấu ở dưới gối, giấu dưới gối. Giấu ở dưới gối á. Chú ơi, lại chú quay con lại đây con. Rồi ba mẹ có đưa Linh đi chơi không? Có hả, đưa đi chơi ở đâu? Dạ. Thôi, Linh lại đây con. Thôi kệ đi. Không có đi, cũng không có xe, cũng không đi đâu quá. Dạ. Rồi anh đi làm ở đâu mà lắm lem gì đây? Đi làm bên đó. Nó làm đào đất bên đó đó. Trồng cây cho ta đó. Mỗi một ngày công vậy đi làm được bao nhiêu? Trả 300 ngàn à. 300? Ngày 300. Ừ. Đào đất về tới ngày 300. Mỗi ngày là được 300. Dạ. Mà bao nhiêu lâu mới làm được? Dạ, lâu lâu mới nó lâu mới được mới vài làm. Ngày vậy. Chừng nào nó làm là nó kêu làm. Rồi, làm ngày nào lúa. Ăn ngày đó đó. Tới mùa lúa thì cũng đi vắt lúa đồ. Mà lúc này nhà máy cũng hết lúa rồi. À, bây giờ đi làm rất là khó khăn hơn dạ. so với trước nhiều đúng không? Dạ dạ đúng khó rồi. Hơn. Giờ khó, giờ kiếm tiền khó. Giờ gạo thóc cũng mắc, cái gì cũng mắc hết trơn. Giờ gạo thì giờ chứ đâu có ruộng rẫy gì đâu, giờ chứ làm nhiêu mua gạo. Thì bà già bà cho nhiêu đây rồi thôi, chứ bà cũng khổ. Giờ bà già cũng khổ mua lắm. Từ cái gạo ăn. Bà chị bà cũng khổ, cũng có nhà vậy thôi, cũng tung nghiệp bả. Rồi ông chú bà ông thấy ông mới cho ông nhờ điện ra tấu con cái. Rồi. Cái này đây hả? Dạ, bóng đèn nè. Dạ. Bóng đèn. Câu nhờ ở nhà. Dạ, công nhờ. Nhờ nhà của chú bà. Ừ. Chia sẻ với anh chị thì em ở trên Sài Gòn á. Và ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương hiện tại thì việc làm đang cực kỳ khó khăn. À, công nhân thì thất nghiệp hàng loạt hết trơn. Bây giờ mà còn ai còn việc là rất là may mắn. Nhưng mà khi em về quê như thế này á, em gặp anh chị và gặp nhiều hoàn cảnh khác nữa thì em lại thấy thêm một cái khung cảnh khác nữa ở dưới quê. Cũng không có khác gì ở những cái nơi kia hết trơn á. Những cái ngày công ở đây hiện tại đang đi làm rất là khó khăn, bởi vì ai cũng sản xuất cũng bị ngưng trệ, cũng ít lại rồi đúng không? Cho nên là đi làm thuê làm mướn cũng khó nữa, chứ không phải là không chịu làm. Ngày nào ăn ngày đó, nếu người ta kêu làm thì làm, kêu làm thôi à. Còn mình có nghĩ đến một cái công việc nào khác không? Ví dụ như bán vé số, có chứ. Phụ hồ. Có, phụ hồ, anh kêu làm gì làm đó thì anh cũng biết á. Kêu phụ hồ cũng phụ luôn. Có đi bán vé số không? Không, không có bán vé số, chị không có bán vé số. Ở đây khó bán hay như thế nào? Ở đây đông người bán mà bán không có được. Ở trên người trên giờ đổ về đây bán vé số. Nhà này bán vé số không à. Giờ ôm chết luôn, giờ đâu cho trả lại đâu. Là quá đông đi. Dạ. Đông cho lắm. Cho nên là bán là bị công nhân ở dưới đó ùa lên hết, đây là toàn bán vé số không. Giờ mình ở dưới quê làm gì mua vé số mà nhiều người rồi tiền đâu người ta mua vé số. Bán ấy. Cũng đúng. Giờ chỉ đi làm mướn, ai mướn gì làm, kiếm ngày mua gạo, mua chi phí đồ ăn đồ này kia thôi chứ. Bữa cũng có bà cô vô cho gạo rồi cho đồ ăn đồ uống. Nhờ cũng bên chùa đồ cho gạo. Ở bên chùa ha. Dạ. Bên chùa cho. Khi nãy khi mà em qua bên nhà của anh chị thì phải đi qua một cái phà. Dạ, phà. Ở đây thì cũng nói chung cũng ngăn sông cách núi á. Dạ. Nó cũng tốn tiền qua lại cũng tốn. Đưa tiền. Đi học bạn đi bạn về là 6.000 thì đi rước 6.000 nữa. Ờ. Cho nên là ở vùng này cũng phải nói là thuộc về nơi cũng hẻo lánh. Dạ. Công ăn việc làm thì cũng không có được bất nhiều.
Cho nên việc mà xây dựng cái mái ấm coi như là điều không thể, đúng không? Dạ. Làm không có suy nghĩ, tính là bạc cũng rách rồi, tính mua đỡ bạc về chứ không có suy nghĩ là mua được cái, làm được cái căn nhà. Nhờ mấy anh Vân rồi coi giúp cho em được cái căn nhà. Chó. Mưa che nắng cho con cái. Bà Trang đổi chó giùm anh. Dạ. Nó không cắn đâu, nó không cắn đâu. Bà ở đây bà nuôi chó quá trời chó rồi. Bà ấy xin đồ ăn về cho nó ăn. À, em thấy hiện tại đang cực kỳ tạm bỡ luôn. Cái giường này là ở đâu đây, ai cho hay là mình cho ông đây? Anh á. Của ông anh Tư anh cho. Ông Tư ổng không ai cho. Mà cái giường này không có cái chân nữa nè. Mất hết hai cái chân rồi. Hai cái chân luôn rồi. Cho mất hết hai cái chân rồi. Phải kê bằng một cái cây gỗ vậy đó. Dạ, bên đây kê cây gỗ nè. Rồi gắn cái quạt máy lên gốc cây. Ngủ vậy á hả? Dạ. Rồi ăn cơm ở đâu? Dạ. Dọn đây ăn đây luôn. Dọn ăn ở ngay đó hả? Dạ. Cái này nè. Rồi dán này luôn. Ngủ ở trên này, dạ. Ăn thì dọn ngay chỗ đó để ăn. Quá sức. Rồi ví dụ như trời nắng vậy còn đỡ nè. Dạ trời mưa, như mưa không bão, mưa rồi tạt vô. Rồi chạy đi đâu? Ở đây luôn chứ chạy đâu. Không chạy đâu được dạ. Chiều hôm nay vợ chồng ăn gì đây? Đâu cho em coi món ăn với. Xào nè. Xào vô mắm. Mắm cơm. Cái đó. Mắm. Mắm hả? Dạ. Cái này mua hay là mua của thằng em nó đem lợi nó cho ăn á. Ừ. Gia vị còn được nhiêu đó thôi đó hả? Con chai nước tương hả? Nước tương với muối. Ừ. Thích bột ngọt à chứ cứ mua bột ngọt. Trong thời gian vừa qua á chị, trong từ lúc mà mình bị dịch, đại dịch á, dạ. Và mình về đây á, suy sụp luôn á. Suy sụp luôn. Ừ. Bên đây này cũng được mấy ngày rồi. Phụ bên ta trồng cây. Nay phụ này được 4 ngày rồi. Giờ có cái nhà không? Dạ không, không có cái nhà mà chỉ ngồi đấy. Dạ không, mở ở Đồng Nai đi làm, hai vợ chồng đi làm Đồng Nai. Thôi mùa dịch hai chồng về đây xây sụp luôn. Em bị cái đó nó là không giờ ấy luôn. Trong suốt cái khoảng thời gian mà từ lúc đại dịch diễn ra anh chị về quê cho đến giờ thì cái lúc nào là với anh chị là nó khó khăn cùng cực nhất? Lúc nào cũng khó khăn. Về ở vậy là biết lúc nào cũng khó khăn không cứ. Ở đó lúc ở đó cũng mặn đi làm, ăn hai vợ chồng đi làm. Từ mùa dịch tới là hai chồng bị xây sụp luôn tới giờ luôn á. Không làm ăn gì được luôn á. Lớp còn bị cái đó nữa. Nước thì mưa thì hứng nước mưa. Rồi nắng thì có tiền có 10.000 20.000 gì đổ hai bình vậy đó uống. Rồi xài thì nước mưa đâu, nước mưa hứng chỗ nào? Hết rồi. Hết rồi. Bình mình qua xài ké lên bển á, qua xài ké ở bển là bơm từ dưới sông lên giặt đồ dưới sông đồ lên. Đúng nước chứ dưới sông. Không có giếng giờ nước dưới sông dơ lắm, đâu có xài được, đâu có dám uống, đổ nước uống đâu dám uống, dơ lắm. Rồi có những cái ngày nào mà không có tiền bạc mà thiếu dạ hụt phải đi vay mượn không? Dạ có chứ, cũng vay mượn có, cũng có ít mà người ta không thấy mình nghèo vậy không ai cho dạ, mượn cho mượn người ta không có cho mượn cũng mượn ít à. Chứ tại giờ đi bơi bên quán à, mua thiếu thì 100-200 ngàn thì nó còn bán chứ mà 500-600 ngàn là nó thấy nó vậy nó không có cho mua thiếu nhiều. Ừ. Chứ người ta thấy mình khổ ai dám cho mình mượn đâu, không mượn đâu. Vợ đi làm lây lắc về Hà Tiện rồi con đi học nữa nhờ đóng ba tiền đồ chơi không chứ không có đóng. Đóng tiền học là đóng tiền học rồi tiền đồ chơi có 300 ngàn à, không có đóng tiền nhờ hả? Được vậy chứ đóng nếu mà đóng mà tiền nhiều cũng không có cho con đi học được. Rồi hiện tại như bây giờ thì còn tiền bạc gì không? Dạ hết. Đó thì giờ đi làm mướn thôi. Chứ ngày mượn ứng rồi này kia. Mượn xài mua gạo mua đồ. Gạo đồ ăn. Giờ chỉ biết cười thôi hả? Giờ có bao giờ khóc không? Có chứ, lâu lâu suy nghĩ hay lâu lâu cái mình khóc. Khóc giờ mình cũng khổ gì đâu. Khổ không làm ăn không ấy khổ. Thầy khổ cái nhà ở ngoài đồng nghĩa. Là... trong từng tuổi này không có nhà ở. Nhiều khi mình cười nói thì để mình che giấu cho vui thôi, dạ. Cho vui thôi chứ dạ. Mình dồn nén đúng không chị? Dạ. Từng tuổi này không có nhà cửa ở mình cũng buồn chứ. Rồi có bao giờ khóc bé nó thấy không? Có, nó nói sao mẹ khóc, mẹ buồn. Ừ. Nó cũng hỏi. Nó có an ủi không? Nó làm nước mắt cho mẹ nữa. Thế suy nghĩ từng tuổi hai chồng từng tuổi này không có được cái nhà ở thì cũng buồn lắm.
lo cái không có nhà cửa ở, trời mưa đồ tạt vô, vợ chồng không có chỗ ở, con cái ngủ bằng đêm bằng hôm cũng ướt hết trơn. Với lại là mình thấy thương bé quá đúng không? Dạ, nó còn thấy thương con mình nó không có chỗ ở với người ta. Ừ. Tức là giờ cái ước mơ lớn nhất em nghĩ chỉ là căn nhà thôi đúng không? Cái nhà thôi vậy. Để che mưa che nắng đủ là được. Che mưa dạ. Có nhỏ kia cho nó ở thì công nghiệp nó vậy đó. Em đi làm chứ tí có đi làm xa rồi này kia, mẹ con ở nhà cũng khỏi lo. Trong khi gió sợ lắm, ba cái cây sợ. Bạc như thế này em nghĩ gió mà mạnh là nó tóc lên hết trơn. Tóc, tạt vô ướt hết trơn à. Nó tóc mở rách nữa, em te thôi. Rồi tối ngủ á, mà gió mái trống không như thế này lạnh không? Lạnh chứ, lạnh dữ lắm. Cứ đắp chăn vậy thôi. Dạ. Cúng đời người ta cho không chứ đâu có tiền. Mụn thì văn chứ để mũi ha. Mũi dữ lắm, trời đất tối mũi chích dữ lắm luôn, phải văn mụn rất sớm. Cứ 4-5 giờ văn mụn rồi. Mũi lắm. Vừa ruộng vừa vườn cây nữa. Bù dữ lắm. Ờ, trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng trễ rồi nhưng mà cũng tranh thủ ghé thăm hoàn cảnh của gia đình anh chị. Ờ, anh tên gì em lại quên rồi. Dạ, em tên Tuấn. Anh Tuấn ha, dạ. Còn chị là Thi. Thật thì Thi. Anh Tuấn và chị Thi. À, thì bây giờ trước tiên như thế này đi ha, em trích quỹ ra em hỗ trợ cho anh chị để mua cơm gạo. Dạ. Để mình cố gắng mình cầm cự. Dạ. Đỡ được bữa nào cũng hay bữa đó, đó là tấm lòng của mọi người ha. Dạ. Thì nhân xin trích ra là của Nguyễn Ngọc Bạch Nhật là 1 triệu, Dương Gương là 2 triệu, thì em trích của 2 Mạnh Thường Quân, em gửi cho mình món quà này là 3 triệu đồng. Dạ. Cái này là một cái món quà nho nhỏ thôi nhưng mà là một cái lời động viên. Dạ, dạ. Đến anh chị để cố gắng trong thời gian tới. Dạ. 3 triệu. Dạ, xin dạ, cảm ơn bộ tình quân. Vâng, anh chị giúp đỡ. Dạ. Vì em giờ cũng không ước mơ vậy thì cũng ước mơ có cái nhà. Mái nhà che mưa che nắng, ráng nuôi đứa con rồi thôi chứ giờ cũng không biết nói sao giờ. Dạ. Cảm ơn. Thì nói chung mỗi một cái hoàn cảnh em chia sẻ là một cái duyên. Dạ. Nếu như đủ duyên thì mình mới cất được. Cho nên là cũng chờ vào tấm lòng của quý cô chú anh chị thôi. Dạ. Chứ tụi em thì cũng chia sẻ hoàn cảnh, cố gắng chia sẻ tốt nhất có thể thôi. Còn lại thì nhờ cô chú anh chị ha. Dạ. Nếu như mà đủ duyên thì trước giờ thì tinh thần em vẫn là... Ừ. Sao vậy? Nếu như mà có được ít ít thì em trao cho gia đình mình làm vốn. Còn nếu như mà được nhiều đủ duyên để cất nhà đó, thì mình sẽ tiến hành mình cất nhà. Dạ. Ít thì cất nhà tiền chế, nhiều thì mình cất cái nhà tường luôn cho nó một lần cất một lần khó. Thì cái đó cũng nhờ vào cô chú anh chị thôi. Dạ. Chứ không dám hứa nha. Cái đó là dạ. Anh chị cũng hiểu mà ha. Cái dạ. Đó là tùy duyên. Dạ dạ. Dạ. Rồi thì cũng cuối năm rồi. Thì cũng chúc anh chị là sang năm mới nha. Dạ. Sẽ có một cái mái nhà nè. Rồi cũng có được những cái điều nó tốt đẹp nhất. Dạ. Tươi sáng hơn. Ừ. Còn khóc nữa không? Nói chồng hồi khóc nữa. Dạ. Có ví dụ như giờ có tâm sự gì hay là muốn khóc thì cứ thể hiện cho cô chú dạ. Anh chị biết chứ mình cứ dồn nén hoài thì nó cũng buồn chứ. Buồn chứ đúng không? Buồn. Ừ. Cái điều mà chị sợ nhất là sợ gì? Sợ tương lai của bé hay là sợ sợ tương lai của bé mốt sau này không có nhà cửa ở người ta. Ừ. Để cho mẹ khổ quá, cho mẹ không làm gì ra tiền cất nhà từng tuổi này không có nhà cửa ở với người ta. Thì bên cạnh đó thì vợ chồng mình cũng phải cố gắng. Dạ. Nói chung là cũng không trông chờ vào mọi người hoài được. Dạ đúng rồi. Cho nên mọi người giúp được phần nào thôi. Dạ. Còn mình còn dạ. Sức khỏe mình phải dạ. Đi làm. Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ không có được ăn nhậu, không có được ăn xài này kia, không bài bạc nha. Đó, trời ơi bà không đó cờ bạc là không có đâu. Ừ. Là mà lo nuôi kiếm gạo ăn đây còn không có tiền đi cờ bạc. Dạ. Tiền dơ con. Rồi con cảm ơn cô chú anh chị đi Linh. Cảm ơn con. Cảm ơn cô chú anh chị đi. Con hứa là con học giỏi. Thế thằng học giỏi. Mắc cỡ. Tại chuyện ai học dịch tinh đó, học gì á, tinh đình nè. Em cũng không biết nói lời nào mà. Dạ, thôi được rồi. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị nhiều, hy vọng rằng đủ duyên thì giúp được cho gia đình mình thêm nha. Rồi nếu như có gì thì em quay lại ha. Dạ, dạ. Có gì cô chú anh chị có gửi gắm gì đó thì em quay lại em trao cho gia đình mình ha. Dạ. Rồi, cố gắng nha. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị.